Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Sa Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Sa Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy, tử vi tại Việt Nam. Quý vị thân mến, thời đại kinh tế phát triển, tốc độ đô thị hóa cao, các phương tiện giao thông cũng như lượng rác thải ngày càng nhiều, dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không khí trở nên nghiêm trọng. Không chỉ có khói bụi, khí độc từ môi trường bên ngoài, mà ngay chính ngôi nhà của bạn cũng có những thứ gây hại đến sức khỏe. Trong thời đại công nghệ luôn đồng hành cùng với cuộc sống, điện thoại, TV, máy tính, bộ phát sóng Wi-Fi là những vật bất ly thân của mọi nhà, mọi người, là các vật dụng tiện ích này cũng đồng thời phát ra những nguồn sóng bức xạ rất hại đối với sức khỏe con người. Vậy làm như thế nào để giảm bớt các bức xạ đó, từ đó người thân và gia đình luôn có sức khỏe tốt và sống thoải mái? Xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe cái phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích hơn. Có thể các bạn cũng biết rằng không khí của các thành phố lớn nước ta đang ở mức báo động lớn. Khói bụi, khí độc từ các nhà máy, khu công nghiệp và sự mù mịt của các phương tiện giao thông khiến ai ra khỏi nhà cũng phải đeo khẩu trang, bịt kín mặt. Không những vậy, chính ngôi nhà của bạn cũng có các tác nhân gây hại đến sức khỏe. Điển hình có thể kể đến các bức xạ từ điện thoại, TV, máy tính đều là những vật bất ly thân của mỗi người, mỗi gia đình. Hay chất benzen từ những đồ vật làm từ nhựa, cao su, ni lông. Chất này có thể gây hôn mê, lú lẫn, tim đập nhanh, thậm chí là tử vong. Hay chất ammoniac quen thuộc là chất có trong các loại chất tẩy rửa như bột giặt, nước xả vải, trong khói thuốc và các bộ phận của máy tính. Chất này đi vào cơ thể sẽ gây khô rát họng, ho, đau ngực thanh quản, thậm chí gây ung thư phổi. Trồng cây cảnh chính là cách đơn giản nhất để lọc sạch không khí trong nhà, cách bảo vệ sức khỏe cho gia đình. Các loại cây này đều không mấy lạ lẫm trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, nhưng có tác dụng tuyệt vời không chỉ trong phong thủy, trang trí nhà cửa, còn có khả năng thanh lọc không khí, hút bức xạ, bảo vệ sức khỏe cho mọi người. Sau đây là những loại cây bạn nên tham khảo để đặt trong nhà để thanh lọc không khí hiệu quả nhất. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Đầu tiên là hoa cúc. Hoa cúc là loài hoa yêu thích của rất nhiều người bởi vẻ đẹp mảnh mai và nhiều màu sắc rực rỡ. Tuy nhiên, nếu bạn biết rằng hoa cúc không chỉ đẹp mà nó còn có khả năng loại bỏ các loại khí độc như ammoniac, xylen, benzen trong không khí thì chắc chắn sẽ muốn trồng thật nhiều loài hoa để trang trí cho ngôi nhà của mình. 2. Cây lan ý. Cây lan ý hay còn gọi là cây huệ bình là loài cây có khả năng hút các chất độc hại như benzen, formaldehyde trong không khí. Lan ý cũng hấp thụ các năng lượng bức xạ nhân tạo từ thiết bị điện tử như đồng hồ, máy tính, điện thoại, TV, lò vi sóng. Vì vậy, bạn nên đặt cây này trong phòng khách hay phòng làm việc. Ngoài ra, lan ý cũng là một loại cây thủy sinh để bàn đang được ưa chuộng. Cây này có tác dụng rất tốt cho những ai bị mất ngủ, mỏi mệt. Cây dương xỉ. Cây dương xỉ hay còn gọi là ngọc dương xỉ hay quyết lá xoăn, có thân mềm, gốc có bẹ ung thân, lá mọc dạng trái xoăn nhọn hai đầu. Đây là loài cây sẽ thích nghi với môi trường và có khả năng lọc không khí và tăng cường độ ẩm, giúp chúng ta thư giãn khi đầu óc căng thẳng, stress. Nó có khả năng lọc khí, formaldehyde, lysine, toluene do sơn tường, sơn bàn, ghế gỗ, các chất tẩy rửa hay thuốc nhuộm vải thải ra gây độc hại cho đường hô hấp và hệ thần kinh của con người. Cây lưỡi hổ.
Cây lễ hổ là loài cây dễ trồng và được chăm sóc nên phù hợp cho những ai ít thời gian chăm cây và đặc biệt là được sử dụng nhiều trong cây cảnh trồng trong văn phòng. Có thể nói đây là loại cây lấy độc trị độc bởi nó có thể gây ngộ độc nếu như bạn ăn phải nhưng lại có tác dụng trong thanh lọc không khí nhờ khả năng hút chất formaldehyde như cây thường xuân. Mỗi ngày, một lá lưỡi hổ có thể hút được 30mg chất này. Nên nếu trồng 6 chậu trong phòng rộng khoảng 30m2 thì sau 5 ngày toàn bộ khí độc trong phòng sẽ được khử sạch. Cây nha đam, lô hội. Nha đam hay còn gọi là lô hội đã không có gì xa lạ với đời sống của chúng ta. Bên cạnh công năng làm đẹp, chế biến món ăn, làm cảnh thì nha đam còn có khả năng làm sạch không khí rất đáng ngạc nhiên. Đây là loại cây đứng đầu trong top các loại cây hút khí độc trong nhà. Bởi nó thu hút được các khí như aldehyde formic, carbonic, carbon dioxide, carbon monoxide. Hơn nữa, nó dễ trồng, thích hợp trong nhà hay trên bàn làm việc. Có một dấu hiệu mà bạn nên lưu ý, đó là khi cây lô hội ngả màu vàng hay xuất hiện những đốm nâu nhỏ, thì có nghĩa là không khí xung quanh đang có nhiều khí độc. Quý vị hãy cẩn thận hơn. Cây sung. Cây sung vừa làm cây cảnh bày trang trí trong nhà rất đẹp, vừa có thể trung hòa khói thuốc độc hại. Ngoài ra, loại cây này còn có thể làm giảm nồng độ carbon dioxide, carbon monoxide và hóa chất độc hại khác và được tìm thấy trong các loại sơn và vernix. Cây rồng. Đặt cây rồng trong nhà sẽ giúp thanh lọc bức xạ từ TV, máy tính và cả những chất độc hại khác. Ngoài ra, cây rồng còn làm bay hơi các thành phần từ chất làm sạch, sơn, dung môi, thuốc xịt và khử mùi. Vị trí thích hợp nhất để đặt cây rồng là phòng ngủ, gần TV, cạnh bàn làm việc. Cây cọ cảnh. Cây cọ cảnh là dạng cây thân cụt với lá xanh bóng, xòe to. Cọ cảnh thường trồng trang trí trong không gian sảnh các tòa nhà, văn phòng hay ban công, phòng khách. Nó lọc được các khí như benzen và formaldehyde, hóa chất dùng trong giặt khô và bức xạ điện tử phát ra từ máy tính. Cây cọ không chỉ đẹp mà còn mang lại giá trị tích cực cho hệ hô hấp của con người, đặc biệt những người bị hen suyễn, bệnh tim. Cây đa búp cảnh. Đa búp đỏ là loại cây có tác dụng thanh lọc không khí rất tốt, cung cấp oxy. Cây cực kỳ dễ trồng, có thể dễ dàng sinh sôi trong môi trường nhiệt độ thấp và thiếu ánh sáng. Trồng đa búp đỏ, bạn có thể giúp môi trường sống của mình trở nên trong lành hơn nhiều mà không cần quá tốn công chăm sóc cho cây. Cây trúc mây. Trúc mây là loài cây dễ trồng, đẹp mắt. Cây ưa sáng hoặc chịu bóng bán phần, thích hợp làm cây cảnh nội thất. Giai đoạn còn nhỏ, đòi hỏi phải che bóng, đất thoát nước tốt. Cây trúc mây lọc tốt amoniac, một chất rất hại cho hệ hô hấp, vốn là thành phần chính trong chất tẩy rửa, dệt may và thuốc nhuộm. Cây thường xuân. Thường xuân không chỉ có cái tên đẹp mà còn có tác dụng cải thiện bệnh dị ứng hay hen suyễn, thích hợp cho những ai căng thẳng, mất ngủ. Cây thường xuân dạng dây leo, thân mảnh, rất dễ trồng và thường xuyên xuất hiện trong nhà, trên bậu, cửa sổ. Cây có tán lá rậm rạp, có khả năng hấp thụ tốt. Một trong những chất gây ô nhiễm không khí phổ biến chính là formaldehyde, giúp lọc sạch không khí. Trồng một giỏ thường xuân treo hiên nhà, trong phòng khách hay phòng làm việc là ý tưởng hay ho cho căn phòng của bạn trong lành hơn. Cây dây nhện. Cây dây nhện có nguồn gốc từ Nam Phi, mềm mại và rất đẹp mắt, rất được người chơi cây cảnh ưa chuộng và thường đặt trên bàn làm việc hay trong phòng khách. Tuy có vẻ nhỏ nhắn, yếu ớt nhưng cây dây nhện lại có khả năng hấp thu chất ô nhiễm, làm sạch hết những khí độc hại có trong nhà với thời gian rất ngắn. Đặc biệt, cây dây nhện có thể chuyển hóa chất aldehyde, một trong chất khí gây ung thư có trong không khí, thành đường và amoebic acid. Hơn nữa, cây dây nhện còn có thể chuyển hóa chất aldehyde formic là chất vốn gây ung thư, thành đường và amoni acid, những chất có lợi cho cơ thể. Một chậu cây dây nhện nho nhỏ có khả năng làm sạch không khí trong căn nhà rộng 200m2. Tóc thần vệ nữ. Loài cây có tên gọi vô cùng mỹ miều này có thân cây với những cành nhỏ và mềm như sợi tóc, với những phiến lá nhỏ xinh và rất đẹp, thích hợp để nơi ban công, cửa sổ. Nhỏ bé vậy nhưng loài cây này có một khả năng đặc biệt, đó là hút khí formaldehyde tồn tại trong không khí. Mỗi giờ, nó có thể hút được khoảng 20 microgram.
Đồng thời, nó cũng hút được mùi sơn, mùi khói, nhất là hút được dimethylbenzene và toluene phát ra từ máy tính, máy in. Cây xương rồng. Xương rồng là một loài cây gai góc được nhiều người yêu thích bởi vẻ lạnh lùng và sức sống mãnh liệt. Nó dễ sinh trưởng trong môi trường khắc nghiệt và không cần chăm sóc kỹ lưỡng. Nhưng không phải ai cũng biết, nó còn có tác dụng hấp thụ bức xạ từ máy tính, là cây hút sóng điện thoại và các thiết bị điện tử gây hại cho con người. Cây sen đá. Cây sen đá là một loại cây cảnh để bàn rất được chị em phụ nữ ưa chuộng bởi vẻ ngoài bắt mắt. Tuy nhiên, ít ai biết được rằng nó còn là một loại cây hút bức xạ máy tính và các thiết bị điện tử. Một chậu sen đá trên bàn làm việc sẽ giúp không gian đẹp hơn và đặc biệt ngăn ngừa các tia bức xạ ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Sen đá có nhiều màu sắc, chủng loại khác nhau, đồng thời là loại cây cảnh dễ chăm sóc, nên bạn tha hồ lựa chọn cho mình những giống sen đá bắt mắt để trang trí cho căn phòng của bạn. Cây hồng môn. Theo một thí nghiệm của NASA, cây hồng môn có khả năng giữ ẩm rất tốt trong không khí. Chúng thường có hai màu trắng và đỏ. Cây hồng môn hấp thu selene và toluene, sau đó chuyển đổi chúng thành các chất vô hại đối với con người. Thiết mộc lan. Thiết mộc lan là loài có lá cây mọc dài, hình hoa thị bóng bẩy, viền xanh non, kế cạnh là sọc xanh sẫm và ngả vàng ở giữa lá. Cây thường được đặt trong phòng khách, hội trường để trang trí và giúp không khí thông thoáng hơn. Thiết mộc lan là một trong những loài cây được ưa chuộng bởi khả năng hút khí độc trong nhà, đặc biệt là khí toluene CO giúp không khí trong nhà sạch sẽ và trong lành. Cây vạn niên. Trong phong thủy, người ta xem vạn niên thanh là loại cây mang tới sự may mắn, cát tường, là một trong những loại cây hút khí độc dễ trồng và dễ chăm sóc. Cây này có thể lọc cực tốt các khí độc như benzen và formaldehyde. Đặc biệt, vạn niên không cần nhiều ánh sáng, vẫn sinh trưởng tốt trong bóng râm nên thích hợp đặt trong văn phòng, trong phòng khách hay sảnh tòa nhà. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý vạn niên là cây hút khí độc nhưng cũng là cây có độc. Vì vậy, cây cần được giữ xa tầm tay trẻ em và thú nuôi trong nhà. Cây bầu trà. Cây bầu trà có tên gọi khác là cây sàn dây hoàng kim hay thạch tam tử. Loài cây thân cỏ này có tuổi thọ cao và xanh tốt quanh năm. Thoạt nhìn, bạn sẽ thấy nó có lá giống với lá trầu không mà người ta hay ăn, thân dây leo và thường được trồng trong giỏ treo. Không chỉ được trồng để trang trí tại nhà, các sảnh tòa nhà, văn phòng, khách sạn với ý nghĩa may mắn. Đây còn là một loại cây chuyên được dùng để lọc chất formaldehyde có nhiều loại hóa chất độc hại khác phiêu tán trong không khí như khói thuốc, xăng dầu, tia bức xạ từ thiết bị điện tử. Nó được coi là nhà vô địch trong số những cây hút khí độc trong nhà. Tuy nhiên, nhựa của cây trầu bà có thể gây ngộ độc cho trẻ em, nên nếu trồng trong nhà thì các mẹ cần lưu tâm đến. Cây phất dụ. Cây phất dụ trước nay được xem là loại cây cảnh mang lại may mắn, tài lộc cho người trồng. Nhưng bên cạnh đó, nó còn có tác dụng lọc không khí trong môi trường ô nhiễm rất hiệu quả. Một số chất tồn tại nhiều trong sơn mài, sơn dầu và sơn chống thấm như selene, formaldehyde. Vì vậy, cây phất dụ nên được đặt trong phòng mới sơn sửa hay trong các phòng vẽ tranh. Đặc điểm của cây là dễ sống, thích nghi mọi môi trường và đặc biệt có thể sống tốt trong môi trường thiếu sáng nên thích hợp đặt trong văn phòng, công ty. Quý vị thân mến, cây xanh là lá phổi của trái đất và cây cảnh chính là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Tuy nhiên, song song với việc trồng cây xanh trong nhà, chúng ta cũng nên hạn chế sử dụng các thiết bị bức xạ như TV, máy tính, điện thoại để hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của chúng đối với sức khỏe của chúng ta. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.